Với cái câu hỏi như thế này thì bạn có đưa ra một số những thông tin, nhưng mà với đứng về cái góc độ chuyên môn ấy, thì chúng tôi thấy rằng là nó vẫn còn hơi một chút là thiếu hụt. Ví dụ như là chúng tôi cũng chưa nắm được là bệnh của mình nó là ở cái giai đoạn nào, nhưng mà có khả năng là chúng tôi phỏng đoán thì có thể là bệnh của mình, của bạn là ở cái giai đoạn mà chỉ là ở cái giai đoạn mà mình có thể là điều trị mang tính chất điều trị khỏi, điều trị triệt căn, và bạn đã được mổ rồi và điều trị hóa chất rồi. Và với cái thể bệnh của bạn ấy, tức là cái tình trạng thụ thể nội tiết nó dương tính và yếu tố phát triển biểu mô thì âm tính. Và hiện tại thì sau khi bạn hoàn thành cái liệu pháp điều trị phẫu thuật và hóa chất thì bác sĩ sẽ chỉ định cái điều trị tiếp theo, đó là điều trị nội tiết cho bạn. Bởi vì là bạn cũng không nói rõ được rằng là bạn năm nay là bao nhiêu tuổi để chúng tôi có thể là đưa ra một cái tư vấn cụ thể. Tuy nhiên thì với những cái trường hợp bệnh nhân ung thư vú và có tình trạng thụ thể nội tiết dương tính thì chúng tôi sẽ chỉ định cho các bệnh nhân điều trị thuốc nội tiết. Việc điều trị, lựa chọn cái điều trị thuốc nội tiết là bậc 1 hay là bậc 2 hoặc là thuốc nội tiết kết hợp ức chế buồng trứng thì nó phụ thuộc vào một số các cái yếu tố, trong đó cái lứa tuổi của các bạn là một trong những cái yếu tố mà các bác sĩ lâm sàng của chúng tôi quan tâm để đưa ra cái chỉ định là điều trị phối hợp với ức chế buồng trứng. Tuy nhiên dù là biện pháp gì thì tất cả những cái biện pháp điều trị đó thì đều là cái mục đích là để làm giảm cái hàm lượng nội tiết tố trong cơ thể của người bệnh và để làm sao cho các cái thuốc nội tiết của chúng tôi đưa vào đáp được để đạt được cái đáp ứng hiệu quả cao nhất. Khi mà chúng ta sử dụng thuốc thì đương nhiên là bao giờ chúng ta cũng thấy rằng là nó có hai cái mặt của nó. Một mặt chính đó là để làm sao để làm kiểm soát các cái tế bào ung thư nó không nhân lên nữa, nó không phân chia nữa. Tuy nhiên bên cạnh đó thì những cái thuốc nội tiết thì nó cũng ít hay nhiều nó cũng sẽ gây ra những tác dụng phụ, và những tác dụng phụ đấy thì thường là nó phụ thuộc vào cái vấn đề là bạn sử dụng thuốc nội tiết bậc 1 hay bậc 2. Với các thuốc nội tiết bậc 1 hoặc là ức chế buồng trứng thì thường là có thể là bạn sẽ gặp các cái triệu chứng như là các cơn bốc hỏa hoặc là có thể là các cái triệu chứng ví dụ như là có thể là có những cái triệu chứng ví dụ như là cơn bốc hỏa này, có thể là ảnh hưởng tới cái tình trạng nội mạc tử cung nếu mà chúng ta sử dụng lâu dài, hoặc là có thể ảnh hưởng tới cái tình trạng huyết khối khi mà chúng ta trên cái cơ địa của chúng ta là có tình trạng là có huyết khối, hoặc là trên tiền sử của chúng ta là có tiền sử béo phì. Hoặc nếu mà chúng ta sử dụng thuốc nội tiết bậc 2 thì chúng ta sẽ có những cái triệu chứng trên cơ xương khớp. Do vậy mà khi mà bạn có những cái bệnh lý nền kèm theo ấy, thì bạn nên là trao đổi trực tiếp với bác sĩ điều trị để bác sĩ điều trị sẽ cân nhắc những cái tác dụng phụ của điều trị để làm sao mà bác sĩ sẽ lựa chọn những cái thuốc nhằm làm sao mà chúng ta thấy rằng là giảm tối đa những tác dụng phụ có thể gặp nếu mà trong trường hợp các bạn điều trị các cái thuốc nội tiết. Bởi vì chúng ta thấy rằng là thuốc điều trị nội tiết của chúng ta điều trị cũng rất là kéo dài, nó có thể là 5 năm nhưng nó cũng có thể là kéo dài đến 10 năm. Dạ vâng ạ.